Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin hân hoan chào mừng quý vị đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Thì hôm nay làm tiếp theo đề tài là vấn đề đặt ra với tín đồ Gia Tô người Việt. Thì đến đây người viết đặt vấn đề là: nếu các ông Sử Nô Gia Tô được học sự thế giới giống như học sinh trung học ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam hiện nay, cũng được học sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại như học sinh trung học ở Việt Nam hiện nay, và nếu họ cố gắng tìm đọc sách sử nói về lịch sử giáo hội La Mã như được ghi trong phần tài liệu tham khảo ở phần chót trong tập sách này và bộ sách lịch sử hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã, thì một, họ có nhận thức được rằng giáo hội La Mã đã có chủ trương đánh chiếm Việt Nam rồi mới gửi người đến kinh thành Paris vận động Pháp liên kết với Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam hay không? 2. Họ có nhìn thấy rõ việc giáo hội cho người dẫn ông Gia Tô Ngô Đình Diệm sang Mỹ giao cho Hồng Y Francis Spellman lo việc vận động các nhân vật có thế lực trong chính giới Hoa Kỳ để đưa ông Gia Tô họ Ngô này về Việt Nam cầm quyền hay không? 3. Họ có nhìn thấy giáo hội vẫn tiếp tục biến tín đồ Gia Tô người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại thành những đạo quân thứ năm và lực lượng xung kích để đánh phá tổ quốc Việt Nam ta hay không? 4. Họ có biết giáo hội La Mã đã sử dụng sách lược quậy cho nước đục để thả câu, và sách lược không được ăn thì đạp đổ, từ chối từ cuối thế kỷ 18 cho đến khi Liên minh Pháp Vatican đã hoàn toàn chiếm trọn Việt Nam vào năm 1884 và từ năm 1975 cho đến ngày nay hay không? Nếu câu trả lời là có, mà họ vẫn còn lươn lẹo bóp méo sự thật và xuyên tạc lịch sử như trong bài viết Lịch sử Việt Nam của tác giả Phạm Quân Khanh trong tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, trong cuốn Việt Nam Cuộc chiến tranh quốc gia cộng sản của nhóm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận và hiện đại, và trong các tác phẩm của các tác giả mà người viết đã nêu đích danh nơi chương 21 trong cuốn Việt Nam Đệ nhất Cộng hòa toàn thư năm 1954, năm 1963, Houghton Texas Văn hóa năm 2000, thì đúng là bản chất quay quắt lắc léo, lật lọng lương lẹo và ăn không nói có mà họ đã hấp thụ được của giáo hội đã đến mức bất khả trị. Nếu câu trả lời là không, thì quả thật là cái độc kế ngu dân của giáo hội La Mã đã làm cho các tế bào thần kinh ở trong trung khu lý trí trong não bộ của họ đã bị thui chột và tê liệt, khiến cho họ không còn khả năng thông minh để tìm hiểu các nguồn tài liệu mà chúng tôi đã sử dụng, đã ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo để biên soạn tập sách này và bộ sách lịch sử hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Các tài liệu này đều có các trong thư viện tại các xã hội dân chủ tự do như ở Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, v.v. Thực ra câu trả lời của họ đã nằm sẵn ở trong cái nguyên tắc tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại mà một mà Văn Nô Gia Tô trong cái tổ chức gọi là phong trào phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm ở thành phố Seattle, Washington đã viết ra bằng giấy má trắng mực đen. Trong bài viết đó có tựa đề là Bạn đọc góp ý, đăng trong một bạn đọc viết nơi trang 44, 45 và 86 trong tờ Văn nghệ Tiền Phong số 544 từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 11 năm 1998. Một vài trường hợp mà tiêu biểu cho tín đồ Gia Tô người Việt đã tốt nghiệp kỹ sư tại một đại học Pháp. Đây là một mà trường hợp ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển, tác giả cuốn Tổ quốc ăn năn Paris tự xuất bản năm 2001. Cũng nên biết ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển quê Phát Diệm là em ruột ông Gia Tô Nguyễn Gia Hiến, chủ tịch lực lượng đại đoàn kết của giáo dân Gia Tô vùng Hồ Nai trong những năm 1954 đến năm 1975. Ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển được chế độ đạo phiệt Gia Tô Ngô Đình Diệm ưu đãi dành cho một học bổng đặc biệt đi du học ở Pháp vào năm 1961. Theo học mà ngành kỹ sư tại một đại học ở Pháp, tất nhiên là cũng được dạy trong cách viết khảo luận giống như các sinh viên khác
ở một nước tự do dân chủ như ở Hoa Kỳ. Thế nhưng vì phải triệt để nghe theo những lời khuyên răn của các bậc tiền bối trong giáo hội là tốt khoe ra, xấu xa đậy lại, và có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ. Cho nên khi viết cuốn Tội Quốc Ăn Năn, ông Nguyễn Gia Kiển chỉ đưa ra những lời tuyên bố khơi khơi, không cần phải chứng minh gì cả. Với những lời lẽ làm hạ giá nền đạo lý tam giáo cổ truyền và dèm pha các anh hùng dân tộc của đất nước với mục đích vừa để chạy tội, vừa để đánh bóng cho giáo hội La Mã, vừa để lấp liếm tội ác cho những tín đồ gia tô Việt gian làm tay sai cho giáo hội đã phải đền tội trước pháp luật trong thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tử Đức, vừa để tô son điểm phấn cho giáo hội La Mã. Dưới đây là một trong những lời tuyên bố khơi khơi và nặng tính cách võ đoán của ông gia tô Nguyễn Gia Kiển. Niềm tự hào dân tộc của tôi bị thương tổn lần đầu tiên vào khoảng năm 1958. Tôi đọc báo về cuộc thuyết trình của giáo sư Tưởng Quân Chương, một chuyên gia người Đài Loan về Việt Nam tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sự hiểu biết rất non nớt của tôi lúc đó cũng đủ để tôi ý thức rằng ông hơn hẳn nhiều tri thức Việt Nam hàng ngày về chính trị, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Ông lập luận chắc chắn, dẫn chứng tài liệu đầy đủ về văn học Việt Nam. Từng tác phẩm, từng tác giả đề cập đến trận Đống Đa, Tưởng Quân Chương dẫn tài liệu của Thanh Triều nói rằng Tôn Sĩ Nghị, tổng đốc Lưỡng Quản đã đem 6.000 kỵ binh sang Việt Nam để phô trương thanh thế và làm lễ thủ phong cho Lê Chiêu Thống, nhưng đã bị Nguyễn Huệ đánh bất ngờ, thua chạy về và bị cách chức. Con số này theo tôi là hợp lý. Tôn Sĩ Nghị từ Trung Quốc sang Việt Nam trong 1-2 tuần lễ thì chắc chắn là sang bằng kỵ binh rồi. Mà kỵ binh thì 6.000 đã là nhiều lắm rồi, với 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, muốn hơn cũng không có. Nên nhớ là nhà Thanh lúc đó có Yên Bình đã mấy trăm năm nên không còn giữ quân đội hùng hậu nữa. Tôi chưa thấy sử gia Việt Nam nào bác bỏ sự kiện này của Tưởng Quân Chương. Cũng nên biết là khi đọc mà được Hoa Kỳ và Tòa Thánh Vatican đưa về cầm quyền ở miền Nam Việt Nam, ông Ngô Đình Diệm đã thỉnh mời linh mục mà Raymond de Jacques, người Bỉ làm cố vấn đặc trách việc sửa lại môn sử và công dân trong chương trình học ở bậc tiểu học và trung học sao cho thích hợp với chính sách ngu dân của giáo hội La Mã. Linh mục mà Jacques lại thỉnh mời ông Tưởng Quân Chương đến Sài Gòn để đảm trách việc biên soạn một sử trong chương trình trung học ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975. Vấn đề này được trình bày đầy đủ trong một chương sách có tựa đề là Chính sách giáo dục ở miền Nam trong những năm 1954 đến năm 1975, mục 22 phần thứ 6 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Ngoài việc viện dẫn lời nói của Tưởng Quân Chương không trích dẫn, ông gia tô Nguyễn Gia Kiển còn viết mấy đoạn văn hết sức ngược ngạo như sau: việc bách hại người Công giáo đã là một vết nhơ khó tẩy xóa được trong lịch sử Việt Nam. Đó là sự kiện chính xác nước Việt Nam chứ không phải một đoàn quân xâm lược nào đã tàn sát một số lớn người Việt Nam hoàn toàn vô tội. Thảm kịch còn lớn hơn nữa vì nhà nước đó biết họ vô tội nhưng vẫn giết họ. Điều ngạc nhiên là do cho tới ngày nay có một mà chính quyền Việt Nam nào nhân danh sự kiện Tục Quốc Gia Tổ Quốc một ngày để xin lỗi những người Công giáo về sự sai lầm kinh khủng đó. Hai đoạn văn trên đây đã làm cho người viết suy nghĩ rất nhiều và cố gắng tìm kiếm tài liệu để tìm ra manh mối hay nguyên nhân nào đã khiến cho ông gia tô Nguyễn Văn Kiển có thể viết ra hai đoạn văn quái đản và ngược ngạo như vậy. Là một tri thức có văn bằng kỹ sư tốt nghiệp tại một đại học ở Pháp, có thể là ông gia tô Nguyễn Văn Kiển cũng biết rõ viết ra những đoạn văn sặc mùi gia tô với những lời tuyên bố võ đoán như vậy, tất nhiên là sẽ bị người đọc khinh rẻ và cho là ông ta dốt nát về lịch sử. Biết rõ như vậy, ông mới rào đoán như sau: vì là một cuốn sách ý kiến, hơn nữa ý kiến cá nhân, nên việc liệt kê tài liệu lại càng khó. Tác giả viết với kiến thức và suy tư cá nhân của mình, cho nên nếu muốn mà
liệt kê hết các tài liệu đã ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên cuốn sách, thì có lẽ phải liệt kê hết tủ sách của mình. Điều này không phải chỉ khó mà không thể làm được, vì một mặt có những tài liệu như báo chí tác giả đã tự ý hủy bỏ vì không có chỗ lưu giữ, và mặt khác có những biến cố đã khiến tác giả nhiều lần mất tất cả hay gần hết tủ sách. Đoạn văn trên đây của ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển chứng tỏ rằng tín đồ Gia Tô dù rằng đã có văn bằng kỹ sư và tốt nghiệp tại một trường đại học ở một nước tiên tiến theo chế độ dân chủ tự do như nước Pháp, cũng vẫn không có đủ khả năng lý trí để phân biệt sự khác nhau giữa một bên là ý kiến, một bên là sự kiện. Không biết đâu là nguyên nhân và đâu là hậu quả. Cũng vì thế cho nên ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển mới không biết rằng việc triều đình Huế trừng trị những tín đồ Gia Tô, người Việt chỉ là cái hậu quả của những hành động chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Vì họ đã quá ngu xuẩn đi nghe lời xúi dục của bọn giáo sĩ Gia Tô. Họ xúi dục như thế nào? Họ xúi dục rằng người Công giáo đừng thừa nhận quyền lực nhà vua và luật pháp nước họ. Họ nói với các con chiên Đức Giáo Hoàng ở La Mã mới là vị tối cao duy nhất của họ. Họ chỉ phải tuân phục quyền của lực của Tòa Thánh Vatican. Nguyễn Xuân Thọ bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam năm 1858, năm 1897. Sáng suốt năm 1995, trang số 17. Nho giáo dạy rằng tri chi, tri vi, tri bất vi, thị tri giả. Dịch có nghĩa rằng là biết thì thưa tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển thuộc loại bất tri, không biết, tức là dốt, dốt lịch sử nhưng lại làm ra vẻ là biết. Đúng là câm hay ngóng, ngọng hay nói, những người dốt thường hay nói chữ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau, mình sẽ làm tiếp theo phần số 12 trong cái sự kiện là người Việt Nam và đạo Giêsu. Đây, cô tác giả Trần Trung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang đã hợp soạn. Thì cái bài này mình rất thích, nên cái là các bác, các vị giáo sư chân chính đã được trích dẫn kỹ càng, có chú thích, có phần mục lục, có phần dẫn chứng cụ thể trong văn bản nào nằm ở đâu. Đây nè, Nguyễn Gia Kiển nè, Tổ quốc ăn năn, Paris tái xuất bản năm 1857. Nguyễn Gia Kiển sách đã dẫn trang 187. Nguyễn Gia Kiển sách đã dẫn trang thứ 11. Đấy, có trích dẫn, mình rất thích những người làm mà như thế này. Có đủ bằng chứng, họ mới câm mồm lại, họ không thể kiện cáo gì với ai được. Chính vì vậy mình làm sao nó có tính cách là chính sử, có trích dẫn, người ta không thể nào chối cãi được. Và bọn họ cũng không thể nào mà làm ra văn kiện để kiện lại. Họ không đủ trình để làm văn bản để kiện. Xin quý vị các bạn đăng ký kênh và để theo dõi phần tiếp theo. Phần này nó cũng ngắn, có 13 phút.